Vâng, và tiếp theo video mời các bác cùng xem cặp bot 301 series 2 còn thùng hàng đấu bay về. Bác nào sưu tầm thì alo cho em nhé. Đẹp kính công. Cặp này thì giá 11 triệu nha các bác, bao gồm free ship. Cặp này đấu về giá rất là tốt. Bác nào nhanh tay mình sở hữu cặp này nha. Cái vân của cái dòng series 2 này nó giống cặp 651 series 2 các bác. Đậm. Nhìn chất đậm à. Rất đẹp nha các bác. Đây là khi các bác nhìn khi lép cái kênh, các bác thấy độ nét của sản phẩm không? Đỉnh trân của những dòng đấu mạng về. Thì đấu mạng nó về từng cặp chứ không có kiểu như mà về hàng container, hàng calo đâu các. Nên là những cái sản phẩm hàng mạng nó luôn nhỉnh hơn, cũng tùy theo khi mình đấu giá, có lúc giá nó tốt như cặp này giá nó tốt này các bác. Cặp này đấu giá với giá tốt. Có thùng đẹp kiến công mà đẹp vừa là ngắt ngay luôn á. Mà giá nó còn rỉ tốt so với những cặp hàng bãi mà người ta bán thì cặp này rất tốt nha các bác. 11 triệu như nhỉnh hơn series 4 một tí thôi. Cặp này series là 989012 này, đúng cặp đó. Nói chung là dòng robot thì em về là đúng cặp hết nha các bác. Đây các bác có thể xem. Nét cực kỳ luôn nha. Rồi em sẽ tháo cái kênh, nói chung là rất là đẹp. Còn cả thùng thì trên đường vận chuyển thì nó không có bị gì hết, nằm trong thùng rất là an toàn. Là cái kênh của nó đây. 11 triệu đã bao gồm phí ship nha, chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 200 ngàn cho các bác nha các bác. Các bác cứ xem thoải mái về độ đẹp của loa nha. Cặp này mà ở chỗ khác các bác sẽ mua với cặp phải giá khoảng cơ 12 triệu đấy. Mấy cái trắng trắng là xốp đó nha các bác. Hai tiếng loa nha. Một cái lỗ thông hơi thì to nằm ở đây. Nguyên bụi nguyên mọc luôn nha. Các bác nào cần series 3 cứ vẫn alo cho em nha. Series 3 thì thùng đen thì mèo 13 này, thùng vàng thì 16 nha. Cái dòng mà sử dụng mà nó tầm màu xanh quân đội này. Rồi thì chỉ như vậy thôi, một cặp loa series 2 còn thùng rất là đẹp. Mới cặp bến trong sáng này. Thì em lên video này, bác nào có xem video này và thấy thích cặp loa này với giá 11 triệu nếu chỉ còn đủ thì tiết kiệm được 200 ngàn. Còn 10 triệu 8 vẫn bao ship cho các bác nha. Tất cả giá bên em bao ship, các bác cọc tiền thì giá nó 11 vẫn bao ship, nhưng mà chỉ còn đủ thì 10 triệu 8 vẫn bao ship cho các bác nha.